Chào các cô chú anh chị và các anh em đồng nghiệp Sơn Bắc nha. Thì bữa nay mình chia sẻ cho cả nhà cách mà bắt ong lấy nước nha. Quá trời luôn cả nhà, nên lại lấy nước nè. Tháng này thì cả nhà bắt ong thường thường đừng có bắt xa nha, bắt gần gần nhà, xa nhà người ta có bụi cây rậm rạp rồi kia mình kiếm là ok hết lắm nha. Nó cái nhà này hiện bây giờ mà ong nó lại lấy nước cỡ này nè cả nhà. Hì hì luôn á. Mình quay xa xa cho chút nhà xem. Thì ong nó lại lấy nước thì mình thấy mình coi theo cái hướng nha. Cái hướng nó bay về cái hướng nào là tổ hướng đó đó. Cái chỗ này thì mình thấy nó bay về cái hướng này nè cả nhà. Nó xéo về hướng này nè. Nếu nó bay mà ổ ong nó bay cao nha, ổ ong nó bay cao lên á thì cái tổ nó xa nha. Còn nó bay là dưới á, xẹt xẹt qua xẹt lên mà là dưới là ổ gần nha, gần cách vài chục mét nè. Còn chỗ này thì nó bay xa bay gần có nha, bay cao lên này bay là dưới đất cũng có luôn, ở xa nhà cũng có mà gần nhà cũng có nha. Thì thường thường ông nó lại lấy nước như vậy là gần gần nhà này bỏ gì cũng có 5-7 tổ nha cả nhà. Rồi tiến hành mình từng nào mình kiếm được đó ông thì mình quay cho nhà xem nha. Thì hồi nãy mình thấy con ong nó hút nước ở bên cái nhà bên đó nha, nó bay là dưới đất nha, nó xẹt qua đây nè, thì qua đây mình lụm hàng liền nè. Nó nhà đó nha, cách chắc chừng 50 mét à, không tới nữa nha. Để ba lô đây. Tháng này thì ông nó đóng gần gần nhà là nhiều lắm cả nhà, mình không cần đi xa đâu, đi gần gần nhà thấy ông nó vô nó lấy nước là ok. Sau này chống chơi chống chọi nhiều nó đóng nha, tại vì gần nhà nó dễ lấy nước nó mới đóng thôi. Nó tổ bự lắm. Phước. Ông Phước. Nãy mình đi nó động rồi. Đó, bự lắm cả nhà. Có tàu vừa khô nó che lại. Nó qua anh đây. Đó. Rồi đáp tổ ông không? Cục mặt thấy cũng no lắm. Mà tổ ông thường thường nó bay là hướng xéo hướng nào là cái tổ nằm về hướng đó luôn nha cả nhà. Nếu con ong nó bay cao thì ổ ong nó hơi xa, còn bay gần thì ổ ong nó mà gần nha, bay thấp ổ ong nó gần. Đây, phát hiện mà tổ này nó cũng còn nhỏ mới gáp thôi vậy. Tháng này là nó lấy vô lấy nước lắm nha. Nè, tổ này nè. Còn nhỏ. Mới gáp à. Nó lấy nước đi ra đi vô, cái giọt đi ra đi vô đó. Để mình kiếm vài tổ nữa. Cái nhà thì nhà đó đó cái nhà. Thì mình cũng chia sẻ những anh em nào biết rồi thì thôi. Còn mình chia sẻ những anh em nào không biết á. Tháng này thì bắt gần nhà ok lắm cả nhà. Gần nhà người ta. Ông tháng này nó vô nó lấy nước nhiều lắm. Nó không có đóng xa nhà nữa đâu. Rồi tiến hành mình kiếm tổ khác nữa cho cả nhà xem nha.